toàn thể các quý vị và các bạn đã đến với những hình ảnh được trực tiếp từ sân vận động Hoàng Mai. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với giải chung kết bóng đá giải bóng đá nhân tuất lần thứ tư năm 2022. Trận đấu diễn ra giữa các cầu thủ tháng 8 năm 1982 và các cầu thủ tháng 6. Để tiện cho sự theo dõi của các bạn trong trận đấu ngày hôm nay, tôi xin được điểm qua đội hình xuất phát của cả hai bên. Bên phía các cầu thủ tháng 8, họ sẽ ra sân trong bộ trang phục áo trắng quân đen quen thuộc, bao gồm có thủ thành Mao số 1, Quang Hưng số 2, Ngọc Dầu số 7, Anh Đức số 14, Hữu Tuyến số 28, Trung Kiên số 39, Thế Hùng, Thế Hoàng và số 86, Lê Duy. Bên phía các cầu thủ tháng 6 trong bộ trang phục áo vàng quần vàng, họ sẽ ra sân với số 4 Mạnh Tứ, số 7 Trường Hải, số 9 Anh Tuấn, số 13 Đức Trọng, số 18 Thọ Toàn sẽ là người chấm dứt khung thành cho trận đấu ngày hôm nay. Số 46 Việt Hải và số 66 Ngọc Trường. Chúng ta được chứng kiến một nghi lễ giao bóng có thể nói là chưa từng có trong lịch sử. Quả bóng sẽ được giao xuống từ một chiếc flycam rất hiện đại. Hai đội đang chuẩn bị những thủ tục cuối cùng để trận đấu có thể bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ tháng 8 năm 82 sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái, trong khi đó với các cầu thủ tháng 6, họ sẽ chấn giữ khung thành bên phía bên phải. Rất hồi hộp. Đúng với tính chất của một trận chung kết, cái đội sẽ thể hiện hết sức mình trong trận đấu ngày hôm nay. Tiếng còi trọng tài đã bắt đầu. Dứt điểm khá nguy hiểm, ngay lập tức là một cú sút xa về phía khung thành của các cầu thủ tháng 6. Đòn đánh phủ đầu lập tức được các cầu thủ tháng 8 tạo ra. Chúng ta sẽ cùng đến với quả phạt góc đầu tiên trong trận đấu này. Đứng trước quả đá phạt đang là Thế Hoàng. Ngày hôm nay dự đoán sẽ là một ngày làm việc vô cùng vất vả của cả hai bên. Phạt dứt điểm rất kỹ thuật của các cầu thủ tháng 8. Liên tiếp là những cơ hội dành cho đội bóng áo trắng. Họ đang cho thấy sự lấn lướt ở những phút đầu tiên. Ý đồ phủ đầu là rất rõ. Đánh chặn tốt. Lấy bóng dành cho các cầu thủ áo trắng. Đó là đường chuyền dài không thành công. Ngày hôm nay mang bằng đội trưởng bên phía các cầu thủ tháng 6 là cầu thủ Mao số 9 Anh Tuấn. Trong khi đó với các cầu thủ tháng 8, Anh Đức sẽ là người mang trên mình chiếc băng thủ quân. Và cả hai đội trưởng ngày hôm nay sẽ có rất nhiều điều để động viên cho những thành viên của mình. Đó là tình huống phá bóng an toàn thuộc về cầu thủ Mao số 4 Mạnh Tứ. Trả về cho Quang Hưng. Được chuyển dài tốt. Phá vật dài khá hợp lý. Cơ hội bóng được mở ra cánh khá nguy hiểm. Đó là phạt cửa lòng của cầu thủ Mao số 13 Đức Trọng. Xuất phát từ tình huống chuyền dài của trung vệ đội trưởng. Bóng đến chân của tiền đạo và là một tình huống nhả ra cánh dứt điểm hợp lý. Để đến được với trận chung kết này thì cả hai đội bóng đã có những màn trình diễn thuyết phục ở trận bán kết. Đối với các cầu thủ tháng 6, họ đã giành chiến thắng rất thuyết phục. Với một tỷ số có thể nói là nghẹt thở. Và trong khi đó, các cầu thủ tháng 8, 82, họ thậm chí còn cảm xúc hơn khi có được hai bàn thắng ở những phút cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ tháng 10 đã mở toang cánh cửa vào trận chung kết dành cho các cầu thủ tháng 8. Và những nhân tố đã góp phần làm nên chiến thắng đáng nhớ ngày hôm đấy đã góp mặt trong trận đấu ngày hôm nay. Ta có thể kể đến những cái tên như Hữu Tuyến, như Lê Duy. Trong khi đó với các cầu thủ tháng 6,
thì những gương mặt như đội trưởng Anh Tuấn hay thủ môn Thọ Toàn sẽ là niềm kỳ vọng rất lớn trong trận đấu ngày hôm nay. Bước đến giải đấu năm nay, điểm tựa Thà Phòng Ngự đang là nơi khiến cho cao thủ tháng 6 cảm thấy yên tâm lắm. Anh Tuấn. Vẫn đang là những tình huống phối hợp ở phần sân nhà. Áp sát rất khó chịu đến từ các cầu thủ tháng 8. Tiếp tục là phát bóng biên cho các cầu thủ tháng 6. Quyết định dứt điểm không chính xác. Người đang cầm bóng là Thế Hùng. Đó là một tình huống mà một cầu thủ của tháng 6 đã khép tay. Rất khó để thổi phạt trong tình huống vừa rồi. Lên bóng cho các cầu thủ tháng 6. Anh Tuấn. Ngọc Đường. Đường chuyền dài, bóng không đến được với cái đầu của Ngọc Dầu. Câu trả lời của các cầu thủ áo vàng. Đường trả ngược không thành công. Nhưng đó là một tình huống đập nhả khó. Và Lê Duy trong tình huống vừa rồi không thể nào hãm được đường chuyền. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ tháng 6. Hai đội vẫn đang ở chế độ thăm dò đối phương. Chào bóng vào, đánh đầu, khá nguy hiểm. Rất may là trong tình huống vừa rồi, Quang Hưng đã nỗ lực bay người. Nhưng đó cũng là một tình huống mà khung thành của thủ thành Mao số 1 đã được đặt trong tình trạng báo động. Hạ bóng tốt, đó là anh Đức. Anh được xử lý rất kỹ thuật. Nhưng đường chuyền cuối thì bóng không đến được với chân đồng đội. Liệu có câu trả lời của các cầu thủ áo vàng hay không? Anh Tuấn đã thi đấu ra sang phía bên trái. Che mặt khôn ngoan của cầu thủ áo số 13 Đức Trọng đang ngăn cho tháng 8 để thực hiện được một tình huống phản công nhanh. Chào bóng vào, đánh đầu, bóng vẫn còn trong cuộc. Hạ bóng rất tốt. Pha đi bóng có lẽ là gặp phải sự khó khăn. Đó là sự khó khăn từ đường biên và sức ép của hai cầu thủ phòng ngự bên phía tháng 8. Cả hai đội vẫn chưa có quá nhiều những cơ hội thực sự nguy hiểm. Thế trận đầy toan tính đang được các cầu thủ cả hai bên răng ra. Một trận chung kết và những sai lầm là điều tối kỵ. Sẽ không có đội bóng nào muốn bị thủng lưới quá sớm khi đã bước đến trận chung kết. Sẽ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ tháng 6. Đứng trước quả đá phạt đang là đội trưởng Anh Tuấn. Treo bóng vào, đánh đầu. Người đã bật cao đánh đầu trong tình huống vừa rồi là Trường Hải. Tình huống chọn vị trí không tốt. Dứt điểm, không vào.
Đó là tình huống chọn vị trí không tốt của đội trưởng Anh Tuấn, và nó tạo điều kiện cho số 39 Thế Hoàng có cơ hội để đối mặt với thủ thành Thọ Toàn. Rất may là trong tình huống đối mặt thì phát dứt điểm của tiền đạo này chưa thể đánh bại được thủ thành Mão số 18. Sẽ tiếp tục là phát bóng biển. Tinh thần của các cầu thủ tháng 8 đang lên cao và họ sẽ tận dụng nó. Đưa bóng vào, khá nguy hiểm. Những phút giây thi đấu có phần lạc nhịp của các cầu thủ tháng 6 và nó đang tạo cơ hội cho tháng 8 vùng lên. Chào vào. Bóng vẫn đang ở sân phần sân nhà. Không có gì nguy hiểm. Xuống cánh khá hợp lý. Nhưng những đường chuyền vẫn chưa đem đến độ chuẩn xác cần thiết. Lê Duy. Lê Duy chuyền dài, quá nguy hiểm, không vào, vẫn còn. Chuyền điểm, vào. Một sai lầm ở hàng phòng ngự của các cầu thủ tháng 6. Và các cầu thủ tháng 8 đã tận dụng quá tốt để có được bàn thắng mở tỷ số của trận đấu này. Người đã điền tên mình lên bản điện tử là cầu thủ mặc áo số 2 Ngọc Dầu. Liên tiếp những tình huống bắn phá của các cầu thủ tháng 8 và các cầu thủ tháng 6 đã không thể nào đứng vững. Pha xử lý kỹ thuật của Ngọc Dầu đó đã đem về bàn thắng rất quan trọng ở trong trận chung kết dành cho các cầu thủ tháng 8 82. Thời gian của trận đấu vẫn còn rất dài và tháng 6 sẽ cần phải sốc lại tinh thần. Bàn thua chưa nói lên được nhiều điều. Tuy nhiên, nó cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh đầy sức nặng mà các cầu thủ áo vàng cần phải tập trung hơn. Xuống cánh tốt. Được bóng vào, đánh đầu. Những bài đánh biên đang là hướng tấn công chủ đạo của các cầu thủ áo trắng. Đội trưởng Anh Đức cùng với Lê Duy đã khiến cho cánh trái của tháng 6 trở thành một hiểm địa. Đã có một tình huống phạm lỗi của cầu thủ chạy cánh Mao số 86 và sẽ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ tháng 6 82. Sẽ là một tình huống mà các cầu thủ áo vàng cần phải làm tốt nhất có thể. Sẽ đáp đá phạt rất kỹ. Phối hợp. Dứt điểm. Đó là phạt dứt điểm đi hơi cao so với khung thành của thủ thành Quang Hưng. Người đã có phạt dứt điểm là đội trưởng Anh Tuấn. Ném bóng rất chuẩn xác. Sẽ tiếp tục là một tình huống phát bóng biên dành cho các cầu thủ tháng 8, 82. Các cổ động viên của tháng 6 đang không ngớt đưa ra những tràng vỗ tay và những lời động viên dành cho những cầu thủ con cưng của mình. Đây là những điều cần thiết mà đội nhà sẽ muốn nhận được. Anh Tuấn, Đức Trọng, thả mất bóng nguy hiểm. Cơ hội dành cho các cầu thủ tháng 8. Rất tiếc bên trong vòng cấm không có ai có thể tạo ra một điểm cắt. Như chúng ta có thể thấy rất rõ, khu vực cánh phải của các cầu thủ tháng 8 thực sự đang có một ngày thi đấu tốt. Những tình huống nguy hiểm đến từ cánh trái đang đem đến sức sát thương rất cao. Xử lý độc lập khá hay. Chào vào, cơ hội.
Còn con sẽ được cơ bầu. Anh Tuấn có khoảng trống, dứt điểm, vào! Một pha dứt điểm đầy kỹ thuật của cầu thủ mang áo số 46 Việt Hải, và đó đã đem về bàn thắng gâu ạ dành cho cầu thủ tháng 6 Tám Hải. Đúng như tôi đã dự đoán, đội bóng áo vàng ngay lập tức lấy lại được thế trận. Họ tung ra nhiều những cú đấm phản đòn chất lượng, và với một tình huống lên bóng bài bản vừa rồi thì tiền vệ mang áo số 46 đã đem về bàn thắng quân mình tỷ số dành cho đội nhà. Trận đấu sẽ trở nên rất hấp dẫn trong những phút thi đấu tiếp theo. Cả hai đội đều đã tìm được mảnh lưới của đối phương. Trận đấu đã quay trở về với vạch xuất phát. Anh Tuấn, một bầu không khí rực lửa trên sân vận động Hoàng Mai. Cả hai đội đều đã tung hết những bài vở. Chế độ thăm dò cũng đã được tắt đi, thay vào đó là sự bùng nổ. Trường Hải, Trường Hải là tiền đạo có khả năng xử lý xoay lưng, có thể nói là thuộc hàng tốt ở giải đấu năm nay. Thể hình cao lớn cũng như sức tỉ đè và cản lướt đã giúp cho tiền đạo mang số 7 thường xuyên có được những tình huống nhận bóng từ các trung vệ. Các cầu thủ tháng 6 đang có một thành viên gặp phải chấn thương. Đó có một tình huống va chạm giữa các cầu thủ tháng 8 và người đã nằm sân trong tình huống vừa rồi là cầu thủ mang áo số 13 Đức Trọng. Trọng tài đã phải đưa ra những lời nhắc nhở cho các cầu thủ của cả hai bên. Với tính chất của một trận chung kết thì những tình huống tranh chấp quyết liệt luôn trở thành một gia vị giúp cho món ăn này trở nên thịnh soạn hơn. Đập ngã khá hay và đây là đường truyền dài rất chính xác. Phá hạ bóng hơi bùng một chút của đội trưởng Anh Đức và nó đã đem về cho các cầu thủ áo trắng thêm một quả phạt góc nữa. Sẽ là một tình huống mà các cầu thủ tháng 6 cần phải hết sức tập trung. Đó là tình huống pha bóng tốt. Trước đó đã có một tình huống phạm lỗi. Sẽ là quả đá phạt lên. Anh Tuấn. Đường chuyền dành cho Ngọc Trường. Xuống cánh hợp lý. Đó là pha dứt điểm không đúng vị trí bóng của số 13 Đức Trọng. Có lẽ anh cũng bị ảnh hưởng phần nào bởi tình huống va chạm trước đó. Và như vậy là cầu thủ mang áo số 13 đã phải nhận một tấm thẻ vàng. Cầu thủ Đức Trọng của FC tháng 6 đã phải nhận sự cảnh cáo của những vị vua áo đen. Ta cùng xem lại tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống mà tiền vệ mang áo số 13 đã có một pha nhảy lên tranh chấp, có thể nói là quyết liệt trên mức cần thiết. Sẽ là quả đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ tháng 8. Dứt điểm, đánh đầu. Đó là pha dứt điểm thuộc về số 39 Thế Hoàng. Anh Tuấn. Với đội hình có thể nói là 3-2-1.
với hai cầu thủ chạy cánh thường xuyên dâng cao. Đây là một khối đội hình tốt của tháng 6 và nó sẽ giúp cho đội bóng áo vàng có thể duy trì được một nền tảng phòng ngự vững chắc, đặc biệt trong những tình huống bóng bổng. Sẽ là quả đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ tháng 8. Trọng tài một lần nữa phải cắt còi và đưa ra những lời nhắc nhở dành cho những cầu thủ bên trong vòng cấm. Sẽ là tình huống phối hợp. Đi bóng tốt. Dứt điểm. Đó là tình huống căng ngang chứ không phải là dứt điểm, thuộc về Lê Duy. Đó là một vài đá phạt góc có ý đồ của các cầu thủ áo trắng. Tốc độ của trận đấu đã có phần giảm nhịp trong những phút vừa qua. Cái đội chủ động thi đấu chậm và thăm dò, nhưng đây là một tình huống mất bóng nguy hiểm. Và ngay lập tức thì Việt Hải đã phải thực hiện một pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn một tình huống phản công nguy hiểm, vỗ mặt vào khung thành của thủ thành Thọ Toàn. Cơ hội! Pha đá phạt nhanh và nó đã đem về cơ hội cho đội trưởng Anh Đức. Sẽ là quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ tháng 8. Bên phía các cầu thủ áo trắng họ cũng sẽ thực hiện quyền thay đổi người. Rất nguy hiểm. Bóng đã được trả về cho thủ thành Quang Hưng. Chờ bóng rất hợp lý. Đáng tiếc là pha đỡ bóng của cầu thủ mới vào sân thay người là không thành công. Đó là số 18 Bùi Thanh Hải. Có lẽ sự thay đổi là nhắm đến vị trí cao nhất trên hàng công. Sẽ là tình huống phát bóng biên cho đội bóng áo trắng. Cho vào, rất nguy hiểm. Không có một cầu thủ nào đã chạm bóng trong tình huống vừa rồi. Nếu như đó là một điểm cắt chính xác thì không biết điều gì sẽ xảy ra với khung thành của thủ thành Thọ Toàn nữa. Lại là một tình huống mất bóng nguy hiểm, dứt điểm. Cú sút đầu tiên của Thanh Hải, người mới vào sân thay người. Tiền đạo màu số 18 này sẽ cần phải chạm bóng nhiều hơn và di chuyển nhiều hơn để có thể bắt nhịp được cùng với các đồng đội. Cú dứt điểm vừa rồi của anh là thiếu chính xác. Với các cầu thủ tháng 8 thì một sơ đồ 2-2-2 quen thuộc được họ áp dụng từ đầu dài. Đó là pha bóng hết trần thuộc về số 4 Mạnh Tú. Lại là cơ hội dành cho các cầu thủ áo trắng, dứt điểm. Đó là pha dứt điểm không trúng tâm bóng của đội trưởng Anh Đức. Và cũng không có câu trả lời dành cho tháng 6. Rất quyết liệt. Trận chung kết đang trở nên nóng hơn. Và những tình huống va chạm cũng trở nên quyết liệt hơn. Các cầu thủ thi đấu với một tinh thần lăn xả.
Trước đã đến với trận chung kết thì chiếc cúp vô địch sẽ là mục tiêu cao nhất của cả hai đội. Đức Trọng sẽ là người thực hiện quả đá phạt dành cho các cầu thủ thắng 6. Treo bóng. Tiếng đánh đầu không tốt. Vẫn còn, bóng dựng kê đều. Bóng bổng vẫn đang là một bài đánh tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với các cầu thủ thắng 8. Dứt điểm từ xa, đó là pha dứt điểm không chính xác của người đội trưởng. Anh Tuấn đang thi đấu rất nỗ lực để có thể đóng góp vào lối chơi chung. Lê Duy. Một chuyển hợp lý của Lê Duy. Quả treo tốt. Anh Đức. Họ cắt bóng kịp thời của anh Tuấn. Sau những phút giữa của hiệp 1, cả hai đội thi đấu với một tinh thần thăm dò. Thì họ đã có được bàn thắng vào lưới ở cả hai bên. Và khi mà trận đấu không còn quá nhiều thời gian thì mục tiêu để ít nhất bảo toàn mảnh lưới của mình đang được các cầu thủ cả hai bên đặt lên làm ưu tiên. Anh Đức. Bóng được trả về. Xử lý tốt. Pha che bóng vừa rồi đã giữ lại được tình huống phát bóng biên cho các cầu thủ áo trắng. Tiếp tục là anh Đức. Rất hợp lý. Đánh gót rất hay. Coi không được. Đó là một tình huống đánh gót hơi thừa lực một chút. Anh Đức rất nỗ lực, tuy nhiên chưa thể chạm được vào bóng trong tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống mà chúng ta có thể thấy hai cánh của tháng 8 thực sự và chất lượng. Lại là một tình huống mà các cầu thủ phòng ngự của tháng 6 không hiểu ý nhau. Lần này là sự thiếu liên kết giữa thủ thành Thọ Toàn và trung vệ anh Mạnh Tú. Sẽ là quả đá phát biệt. Chào bóng vào. Chào quá mạnh. Anh Tuấn. Tình pressing tầm cao của các cầu thủ tháng 8. Phát đi không thành công. Cơ hội. Chuyền bóng rất hay. Dứt điểm không vào. Đó là pha dứt điểm thuộc về số 7 Trường Hải. Từ một tình huống mà cầu thủ ở bên phía các cầu thủ tháng 6 không thể thoát đi. Và nó đã tạo cơ hội cho trung vệ anh Đức. Lê Duy. Thêm đường chân dài nữa, không có gì khó khăn. Phản công. Mở cánh tốt. Cắt inside, rất nguy hiểm. Vẫn còn. Đó là pha đẩy người xuất sắc của thủ thành Quang Hưng. Tình huống đẩy bóng rất chuẩn xác. Những phút giây có thể nói là hiếm hoi mà thủ thành Mao số 1 này cần phải đổ người. Và anh vẫn cho thấy sự tập trung cần thiết. Trọng tài không cắt còi, lợi thế dành cho các cầu thủ tháng 6. Dứt điểm. Cú dứt điểm trong tư thế khó của Trường Hải. Trước đó thì một người đồng đội của anh đã gặp phải sự va chạm.
trong trận đấu bán kết thì người bắt chính cho các cầu thủ tháng 8 là thủ thành Nguyễn Anh Tuấn chứ không phải là thủ thành Quang Hưng. Thì có lẽ ở trong một trận đấu quan trọng như trận chung kết thì một lựa chọn đầy kinh nghiệm như Quang Hưng sẽ đem đến sự chắc chắn trong khung gỗ. Và điều đó cũng đã được chứng minh qua tình huống cứu thua vừa rồi của thủ thành áo số 1. Trung Kiên, Lê Duy, không chiến tốt. Trọng tài bắt lỗi dọc bóng biển của các cầu thủ áo vàng, phải lỗi dọc bóng biển của các cầu thủ áo trắng và sẽ là phát bóng biển cho các cầu thủ áo vàng. Trả bóng không có gì khó khăn dành cho thủ thành Quang Hưng. Nhưng tình huống ném bóng tiếp theo của thủ thành áo số 1 là không tốt. Tuy nhiên, tháng 8 đã đoạt được bóng hai. Cơ hội đường chuyền không đến được chân đồng đội, đó là pha hỗ trợ phòng ngự tốt của Trường Hải. Anh Tuấn xử lý hay. Nhưng lại là tình huống mất bóng nguy hiểm của anh Tuấn. Rất may là các đồng đội đã kịp thời sửa sai. Mất bóng nguy hiểm. Lê Duy rất đáng tiếc cho Lê Duy. Và tình huống dứt điểm cuối cùng của Lê Duy cũng đã khép lại những diễn biến của hiệp thi đấu đầu tiên. Cả hai đội đều đã có cho mình bàn thắng. Tỷ số tạm thời là 1-1. Chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi đến với những diễn biến của hiệp thi đấu tiếp theo. Có nước không anh?
bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai, diễn biến trong trận chung kết giải bóng đá Nhâm Tuất lần thứ tư năm 2022, trận đấu giữa cao thủ tháng 8 82 và cao thủ tháng 6. Trong hiệp đấu đầu tiên thì cả hai đội đều đã có cho mình những cơ hội và những bàn thắng cũng đã được ghi. Cả hai đội đều đang hài lòng với tỷ số hòa 1-1. Trong trận đấu chung kết này thì hiệp 2, các cầu thủ tháng 8 sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải của mình trong một trang phục áo trắng quân đen quen thuộc. Còn với các cầu thủ tháng 6, họ sẽ chấn giữ khung thành bên phía bên trái màn ảnh trong một trang phục phun cây vàng. Chào bóng vào, đánh đầu, coi, cơ vào. Người anh đánh đầu giải nguy ngay trên vạch vôi là trung vệ Trung Kiên. Tiếp tục là tình huống phạt góc dành cho các cầu thủ tháng 6. Bóng được trả về cho trung vệ Anh Tuấn. Xử lý tốt. Đó là phạt dứt điểm, không có gì nguy hiểm. Còn nhớ trong hiệp đấu đầu tiên thì cũng chính trung vệ đội trưởng mang số 9 đã có một tình huống phá bóng lỗi. Nó tạo điều kiện cho các cầu thủ tháng 8 có thể thoát đi và có cho mình bàn thắng mở tỷ số. Sẽ là tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ áo trắng. Dứt điểm. Phản công. Cơ hội. Xử lý tốt. Vẫn đang là cầu thủ áo vàng. Liên tiếp là tình huống xoay sở. Và cuối cùng thì bóng cũng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Quang Hưng. Đó là pha xử lý đầy nỗ lực thuộc về cầu thủ vào sân hai người mang áo số 11. Đó là cầu thủ Hoàng Văn Cờ bên phía cầu thủ tháng 6. Vẫn đang là tình huống chờ bóng tập trung của trung vệ Mao số 28. Cơ hội tung người. Đó là một pha bóng mà dường như các cầu thủ tháng 6 đang muốn tái hiện những siêu phẩm của Ibrahimovic. Tình huống vô lề rất đẹp mắt. Sẽ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ tháng 6. Xử lý tốt. Bóng được trả về. Số 15 Đình Tiệp cũng là một cái tên đã được tung vào sân trong hiệp thi đấu thứ hai. Rất hay. Liên tiếp những pha xử lý cầm bóng rất khó chịu của Văn Cờ. Nó đem về cho đội nhà một quả đá biên. Không có gì khó khăn. Cú đá này của Ngọc Trường cũng là rất thiếu chính xác.
hết trần của anh Tuấn. Chào bóng vào. Tình huống phạm lỗi. Như vậy trọng tài cho rằng đó là một tình huống mà cầu thủ thắng 8 đã phạm lỗi. Người sẽ thực hiện quả đá phạt lên là Đình Tiệp. Một bầu không khí có thể nói là nghẹt thở. Phá bóng lên, đó tình huống phá lên không thành công. Đã có một tình huống để bóng chạm tay của cầu thủ áo số 15. Tiếp tục là cơ hội dành cho cầu thủ áo trắng. Trước bóng đang là Thế Hoàng. Treo vào. Anh Tuấn trong hiệp 2 vẫn đang có được sự tập trung cần thiết. Phối hợp không thành công. Ngọc Trường. Anh Tuấn. Đình Tiệp. Hai cầu thủ có sân thay người đập nhà với nhau. Trọng tài cho rằng đó là một tình huống phạm lỗi. Phải sẽ chỉ là một tình huống phạt bóng biên mà thôi. Đưa bóng vào, khá khó chịu. Cầu thủ Thành Thọ Toàn vẫn đang có một ngày thi đấu tập trung. Sự chỉ có thể dùng từ là kỷ luật và đầy toan tính cho trận chung kết này. Một thế trận mà cả hai thủ môn không có quá nhiều những tình huống phải trổ tài. Nó chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ rằng lối chơi của cả hai đội là rất tốt. Họ khắc chế lẫn nhau và không để cho đối phương có nhiều khoảng hở. Chất lượng chuyên môn rất cao được các tuyển thủ của cả hai bên thể hiện. Anh đó! Không đâu! Khi tôi chỉ vừa mới nói rằng đây là một trận đấu mà các thủ môn không phải làm việc quá nhiều thì ngay lập tức tháng 8 đã tạo điều kiện cho Thọ Toàn trổ tài. Tình huống đánh đầu vào góc gần rất hiểm hóc. Và những phản xạ tuyệt vời của thủ thành Mao số 18 đã giúp cho mảnh lưới của tháng 8 vẫn được giữ sạch. Thưa quý vị, mảnh lưới của tháng 6 vẫn đang được giữ sạch. Đường chuyền dài, đánh đầu, vào! Đội trưởng Anh Đức là người đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 dành cho các cầu thủ tháng 8 tháng 2. Bóng bổng đang là một món vũ khí lợi hại. Các cầu thủ tháng 6 đã có phần thoát tim ở trong pha đánh đầu của cầu thủ tháng 8. Tình huống đánh đầu đầu tiên. Trong tình huống tiếp theo thì thực sự là quá khó để thủ thành Thọ Toàn có thể cản phá. Hành đầu quá căng. Bóng bay tung nóc lưới của các thủ tháng 6 và 2-1 dành cho tháng 8 tháng 2. Một lần nữa thì tháng 6 bị đặt vào thế bám đuổi. Và một lần nữa thì tháng 8 lại có cơ hội để toan tính. Lần này họ sẽ cần phải tập trung hơn.
giữ sạch được mạng lưới và ngăn không cho loạt luân lưu được diễn ra. Đình Tiệp thoát đi tốt. Sẽ là quả đá phạt góc cho các cầu thủ tháng 6. Chào bóng vào, dứt điểm. Đó là pha dứt điểm không trúng tầm bóng của Đức Trọng. Anh Tuấn, Đức Trọng, phối hợp tốt, đưa vào. Lần này là sự tập trung của Quang Hưng. Rõ ràng cả hai thủ môn đều xứng đáng nhận được những lời khen trong trận đấu chung kết này. Cơ hội phản công dành cho các cầu thủ tháng 8, 2-1. Dứt điểm, cơ bóng. Đó là quyết định dứt điểm thẳng của cầu thủ Mao số 39 Thế Hoàng. Tình huống phản công 2-1 rất nguy hiểm. Nếu trong tình huống vừa rồi là một đường truyền thay vì là một cú sút điểm thì có lẽ cơ hội sẽ còn rõ ràng hơn. Tháng 8 vẫn chưa muốn dừng lại. Khá hợp lý. Anh Tuấn đường chọc khe tốt, dứt điểm, wow! Một màn giật lưỡi tỷ số mãn nhãn ở trên sân vận động Hoàng Mai. Tháng 8 gọi và ngay lập tức tháng 6 trả lời bằng một siêu phẩm đẹp mắt không kém. Người đã điền tên mình lên bảng điện tử lần này là tiếp tục là tiền vệ Mao số 46 Việt Hải. Nhưng tưởng rằng tháng 8 sẽ bảo vệ được lợi thế của mình cho đến hết thời gian thi đấu chính thức. Nhưng không. Tháng 6 thực sự quá kiên cường và kiên trì trong những đợt lên bóng của mình. Và sự khác biệt đến từ những nhân tố vào sân hay người đang đem đến cho họ quả ngọt. Phối hợp hay. Đình Tiệp. Đó là quyết định dứt điểm ngay và nó ăn nhiều ra bóng ngoài của cầu thủ Mao số 15. Tỷ số trong hiệp 1 là 1-1 và tỷ số trong hiệp 2 cũng là con số tương tự. Một kịch bản 2-2 là một kịch bản thực sự khó lường trong bất kỳ một trận chung kết nào. Và chúng ta sẽ không ngờ được rằng một trong khuôn khổ của một trận chung kết thì mọi thứ lại có thể cởi mở đến như vậy. Hạ bóng tốt. Pha phối hợp không thành công. Nếu như tỷ số này được giữ nguyên thì cả hai đội sẽ phải bước vào một loạt luân lưu rất cân não để có thể chọn ra được nhà vô địch. Đó là điều mà không một đội bóng nào ở bất kỳ một giải đấu nào mong muốn. Khi đó cơ hội giành chức vô địch của họ sẽ là 50-50. Không có điều gì đảm bảo họ sẽ không đánh mất chức vô địch vào tay của đối phương. Và hai sự thay đổi người của cả hai bên
Quyết định vô lê. Quyết định vô lê của Việt Hải. Hai cầu thủ vào sân thay người đó là... có lẽ là cầu thủ vào số 3, Duy Thắng. Đúng là như vậy. Cầu thủ vào số 3, Duy Thắng đã bên phía tháng 8 đã vào sân. Bên phía tháng 6 cũng là sự góp mặt của Trần Minh Đức, cầu thủ mang số 6 của đội bóng áo vàng. Lại là cơ hội quá nguy hiểm, không thành công. Phản công dành cho các cầu thủ tháng 8. Phía trên không có ai, nhưng tuy nhiên sẽ có đá phạt dành cho đội bóng tháng 8. Điểm thắng quá nguy hiểm, bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 và đó là siêu phẩm của cầu thủ tháng 8. Thực sự đây sẽ trở thành bàn thắng hoàn toàn đã được giật giải, bàn thắng đẹp nhất giải đấu này. Pha xử lý có thể nói là điểm 10 của các cầu thủ tháng 8. Người đã điền tên mình lên bảng điện tử có lẽ là cầu thủ màu số 39, Thế Hoàng. Pha dứt điểm thực sự là rất khó và thủ thành Thọ Toàn dù có anh người hết cỡ cũng không thể nào ngăn cản được một cú nã đại bác như tên lửa, nâng tỷ số lên 3-2 dành cho cầu thủ áo trắng. Một bữa tiệc bàn thắng gửi tặng đến cho những người hâm mộ, và một lần nữa thì tháng 6 bị đặt vào tình thế bám đuổi, nhưng lần này hoàn cảnh sẽ ngặt nghèo hơn rất nhiều khi mà những phút thiếu của hiệp thiếu thứ hai là không còn nhiều nữa. Dứt điểm không vào, tiếng đánh đầu không tốt. Rồi một mình anh Tuấn đối diện với hàng công của các cầu thủ tháng 8 và anh vẫn đang chơi tốt. Việt Hải, ông vua siêu phẩm ngày hôm nay. Cơ hội vẫn đang là cầu thủ áo vàng. Bóng trở lại với Việt Hải. Đức Trọng. Bóng được tuần xuống đáy biên. Có vẻ như ở trong tình huống nâng tỷ số lên 3-2 thì người đã ghi siêu phẩm là số 86 Lê Duy, chứ không phải là số 39 Thế Hoàng. Anh Tuấn. Việt Hải. Đường truyền tốt của Việt Hải nó đã bị cắt lại. Đã có một tấm thẻ vàng được rút ra. Thẻ vàng dành cho một cầu thủ bên phía tháng 6. Có lẽ thẻ vàng thuộc về cầu thủ màu số 66 Ngọc Trường. Tháng 8 đang đến gần hơn với chức vô địch. Chỉ còn 10 phút nữa là hiệp 2 của trận đấu sẽ khép lại. Và bây giờ thì các cầu thủ áo vàng sẽ cần phải chạy đua với thời gian. Bởi trong những phút còn lại, chắc chắn các cầu thủ tháng 8 sẽ bằng mọi giá bảo toàn được cách biệt mong manh của mình. Thậm chí họ hoàn toàn có thể tận dụng được những sai lầm từ hàng phòng ngự dâng cao của đội bóng áo vàng.
Ngọc Trường rời sân và tiền đạo Trường Hải quay trở lại sân, lựa chọn thay đổi người cần thiết, rút một tiền vệ và thay vào đó là một tiền đạo. Hạ bóng hợp lý, xử lý hay. Anh Đức sẽ là đá phạt dành cho các cầu thủ tháng 8. Ở một góc sút thậm chí còn rộng hơn và xa hơn, các cầu thủ tháng 8 đã có được siêu phẩm và điều đó vẫn chưa thể lặp lại. Tốt của Trung Kiên. Những phút cuối và tháng 8 đang làm mọi cách để trận đấu có thể được trôi đi cách êm đềm nhất về phía khung thành của họ. Chả bóng vào, vô đây. Tháng 8 lùi về rất nhanh. Là quả ném biên dành cho các cầu thủ tháng 8. Một khối phòng ngự lùi sâu, lựa chọn dễ hiểu của các cầu thủ tháng 8. Họ đang làm tất cả để bảo toàn được cách biệt của mình. Anh Tuấn quá nguy hiểm, vẫn còn cơ hội và rất may là bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Quang Hưng. Chắc chắn là thủ thành này sẽ không muốn bóng được trở lại vào cuộc quá nhanh. Vẻ như người gác đền Mao số 1 này cũng đã gặp phải một chấn thương. Đường chuyền dài, lại là cơ hội, lần này là pha đổ người xuất sắc của Thọ Toàn. Rõ ràng là cả ba bàn thua trong trận đấu ngày hôm nay hoàn toàn không có lỗi của thủ thành Mao số 18. Thậm chí anh đã có không ít hơn 2 tình huống cứu thua. Và pha đổ người xuất sắc vừa rồi cũng đã níu giữ lại hy vọng mong manh của các cầu thủ tháng 6. Hy vọng về chức vô địch và hy vọng vào loạt đá lơi lửng. Đó là tình huống chơi bóng thiếu tập trung của anh Tuấn. Để mất bóng có thể nói là vô duyên. Và sẽ là phát bóng biên cho cao thủ tháng 8 và sẽ là cơ hội để đội bóng áo trắng có thể kiếm thêm được một chút thời gian.
Bầu không khí thực sự là nghẹt thở trong những phút cuối cùng. Phối hợp khá hay. Bóng được tuồn xuống đáy biên. Đường vào. Rất đáng tiếc là cú volley lại đưa bóng đi vọt sang ngang. Cú bóng dứt điểm là hoàn toàn trống trải. Và ngay lập tức thì Duy Thắng đã có mặt ở phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự. Cắt bóng tốt. Đây là cơ hội. Pha dứt điểm trong tư thế khó của cầu thủ áo số 11 Văn Cờ. Chỉ còn vài phút ngắn ngủi nữa là trận đấu sẽ chính thức khép lại. Tháng 6 vẫn đang kỳ vọng, bởi còn thời gian là còn hy vọng. Rất nhiều những câu chuyện cổ tích ở bóng đá thế giới đã ghi dấu những khoảnh khắc cuối cùng, khi mà đồng hồ trận đấu thậm chí chỉ còn được tính bằng giây. Tinh thần chiến đấu không biết từ bỏ sẽ là điểm tựa để họ có thể hy vọng vào một điều kỳ diệu. Cơ hội khớp vào. Lại là pha dứt điểm thuộc về Duy Thắng. Lên công về thủ nhịp nhàng. Đó là những tính từ để miêu tả về hậu vệ màu số 3 Minh Đức. Minh Đức tạt bóng. Đó là pha tạt bóng quá cao. Thoát đi tốt, đường vào đánh đâu. Đó là một tình huống mà dường như pha ập vào đã có phần lố đà. Các cầu thủ tháng 8 không những phòng ngự tốt mà thậm chí họ còn tung ra được những pha phản công thực sự chất lượng. Khi mà FC tháng 6 buộc phải dâng đội lên cao thì cơ hội dành cho những mũi tấn công ở trên tuyến đầu của cao thủ tháng 8 sẽ là rất lớn. Anh Tuấn đã có một tấm thẻ vàng dành cho, không biết tấm thẻ vàng sẽ là dành cho tháng 6 hay tháng 8 đây. Đã có xô sát. Như vậy là một tấm thẻ đỏ dành cho cả hai cầu thủ. Quyết định rất nghiêm khắc từ vị vua áo đen. Lựa chọn của người cầm còi là yêu cầu hai cầu thủ gây ra xô xát phải đi tắm sớm. Và tháng 6, tháng 8 sẽ thi đấu chỉ với 6 người ở trên sân. Chéo bóng vào. Tạt vào. Thực sự khung thành của Quang Hưng đã được đặt trong tình trạng căng như dây đàn. Bóng gần như chỉ còn vài cm nữa là đi vào khung thành của thủ thành Mao số 1. Tháng 6 đã ở quá gần bàn thắng rồi. Liệu họ có thể tìm được điều kỳ diệu trong phút cuối cùng hay không, khi mà trận đấu có lẽ đang dần bước vào những phút bù giờ. Sẽ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ tháng 8. Phối hợp Anh Đức. Anh Đức quá kỹ thuật. Và anh đem về cho đội nhà thậm chí là một tấm thẻ vàng và một quả đá phạt trực tiếp. Quả đá phạt ở vị trí nguy hiểm. Và thậm chí nếu như tháng 8 có thể tận dụng tốt được tình huống này, họ hoàn toàn có thể đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài
kết thúc trước vô địch của các cầu thủ tháng 6. Nếu như tình huống đá phạt này thành công thì hy vọng có điểm. Còn cơ hội của các cầu thủ tháng 6 sẽ tiêu tan. Và rất may nó đã không như ý muốn, nhưng sẽ tiếp tục là quả đá phạt góc dành cho đội bóng áo trắng. Cơ hội phản công cần phải nhanh hơn, vẫn còn. Diệm, bóng trở lại với các cầu thủ tháng 8. Rất khẩn trương, cần phải rất khẩn trương. Đường pha phá bóng này của Thọ Toàn thậm chí còn đem về lợi thế cho FC tháng 8. Cơ hội. Những người hâm mộ của tháng 8 thực sự đang đếm từng giây, đếm từng giây để chạm tay vào chức vô địch. Chức vô địch đang ở rất gần với họ rồi. Chờ vào. Bóng được phá ra và tiếng còi trọng tài đã vang lên. Chiến thắng 3-2 dành cho các cầu thủ tháng 8 82. Và các cầu thủ tháng 8 82 cũng sẽ là nhà vô địch của giải bóng đá Nhâm Tuất lần thứ tư năm 2022. Một trận đấu rất hấp dẫn. Cái đội đã có màn giật đuổi tỷ số căng như dây đàn. Và trận đấu được quyết định bởi sự tỏa sáng của những ngôi sao. Hai lần tháng 8 vừa lên dẫn trước và tháng 6 đã đưa câu trả lời. Nhưng siêu phẩm, một siêu phẩm cuối cùng đã khép lại chiến thắng 3-2 và chức vô địch dành cho cao thủ tháng 8.